Okay. This week we will practice speaking in English. Okay. Let me see. Now we will share about our experience when we practice sharing and record the video. The last week. First, I invite Miss Thanh Hải. Can you share something about your experience or your thought? Yes, but it not yet. Okay, so I will invite another person and you can correct your sound and we will discuss later. Như bên đó nghe rõ đúng không ạ? Alo. Alo. Nghe rõ thì Hải ơi, em nghe chị nói à. Em không biết làm đây chứ. Chị Thanh Hải có thể rút cái mic đấy ra xong rồi cắm lại xem thế nào. Hello. Yes. Now. Okay. I'm sorry. Good morning. My name is Hải. I'm 47 years old. Yeah, when I was a student, I studied Russian. So I cannot speak English. I work for company Russian, so I use English language. And now I stop. I want to travel. So everybody use English language. So today I study English. my practice I conversation with my son every day. For example, I go to I ask my son, what do you want? For example, what do you want to eat? So he answered. So I study new vocabulary. Yeah. Sometimes I write. I have a small blackboard on the wall. I write. I write a new work. I see every day on the blackboard. I can remember because my human is not good. So I use
I use write new work on the blackboard. I see every day. Yeah, that's all. Yeah, that's much. Yeah. How about your experience when you practice shadowing and record the video and send it to the to our group? I like study Enki's new world Enki because I know new world. For example, the under ELTAR banker. Because my house have new altar, very beautiful. So I like to see every day. So when I read Enki, I see enter. I have a press. Ấn tượng trong đầu. That's all. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thank you. Listen. Let me see. Okay, Miss Bing Yen, do you want to share with us about your experience when you make these videos? Yeah. Hello everyone. Hello teacher and everyone. Today I'm Bing Yen. I'm 38 years old. And I'm teaching literature in high school in Ho Chi Minh City. And I want to share with my class about my journey learning English. I've just only studied English 2 years ago. In the past, I never learned it. And I just only learning by myself. After that, I joined this class with Miss Thao. And now I'm not speak English fluently, but I want to say I have a three by my experience, and I have three things I want to say with you. The first step is I think I can. I can learning English and I can speak English because I train my mind. That is, I think I can do it. In the past, I never think that. The second, that is, I really love English and it's a part in my life. Every day I practicing English a little and more. Second, I really love mentors shadowing. With Enki, I don't have enjoy, but I enjoy shadowing. I see that is a easy way. You can change your voice. You can feeling with the English. And I really love this. And last, I think if we want to learn anything, you need to have a team. We need to have a partner and we have a class and you need to practice it every day. And I remember a person say that we have no shortcut to learn a language and we need enough time, enough practicing, and a day we can speak English fluently. And I believe it.
I believe one a day, one near day, I can speak English yeah. with everybody. Yeah. yeah. Thank you, teacher. Thanks for your sharing. Thank Miss Hai and Miss Bing Yin. When you can believe in yourself and you can open your mic and you try to express yourself, your talk, your idea in English, that is the big step in your journey. Yeah. We thought in Vietnamese is so easy, but when you can express your idea in English, you need to try more to find some words in your mind, and also you can believe that when you say that words, people can easy to understand your idea. The first thing I need all of you to do is change your mind, like Miss Bingyan tell us, that believe in yourself. Maybe you are not good at pronunciation. Maybe you are not good at expressed the idea in new language. That's okay. But you need to believe in yourself. You can speak in English. When you are believe in yourself, you can do anything. But if you are shy or you are scared or you don't know how to say something, or you don't know this Vietnamese words in English, what this mean, or how to use this grammar or something like that. If you scare so much, you just live with yourself and you cannot stressed, you cannot speak out because you are busy with yourself, with your thought, and just thinking. So the first thing we need to learn, we need to improve that is confident, self-confident. This topic is so easy for us because you share about yourself, anything about your journey to learn English, about your experience, about your life. It's the real thing, it's the real talk, it's the real idea in yourself. So it's so easy. So don't worry. And the vocabulary is so simple. So we can, now I will give you the time to practice with your partner. I will break the room and you can join to the room with your partner. Maybe some students, some people, they're off today. So if you don't have your partner, you can tell me and I will find another person to join with you. Okay? Rồi, này em sẽ nói tiếng Việt một tí xíu, đó là chúng ta sẽ chuẩn bị, chúng ta sẽ break room, chúng ta sẽ chia phòng ha. Rồi, và mọi người sẽ vô và thực hành cùng với bạn của mình. Đó. Và quan trọng nhất, the keyword đó là believe in yourself, đó là phải tin vào chính mình. À. Rồi. Nếu mà cái tại hôm nay sẽ có một số học viên vắng, ai mà không có bạn á, không có partner thì chúng ta sẽ raise hand và sau đó thì em sẽ tìm một người khác để ghép ha. Rồi. Chúng ta cứ thực hành khoảng 15 phút ha. We will practice speaking together, chat together about 15 minutes, okay?
You can use both English and Vietnamese, but I have a big advice for you. Try to use English language when you express yourself. Just a little bit Vietnamese, you cannot remember the vocabulary, okay? Do you remember your group number? Now you can open your mic and you can discuss. You can tell me. You can answer me. Do you remember your group number? Yes or no? Yes. Okay. Now I break out rooms. About 5 rooms, and I let you choose your room. If you have your partner, 2 people stay here, you can join to your group. If you don't have, you can tell me and I will find another person to join with you to practice with you, okay? Yes. I don't have a partner. Okay. You wait me a minute. Do you see the big room? No, I need open. Okay. No. Now you can see. I can see. Oh, I'm sorry. Now I need to close and I need to. I see. I see. But I don't know which room. Give me a minute. I will open the. Data and I will share the data. Okay. You see your group? We have 7 group here. Mm-hmm. Okay. Now I break it again. Option 15 minutes. Yeah. Open the room. Tuyết Lan này Nghiêm Thanh, you in room 4, please try to room 4. Oh, they Tuyết Lan off, right? Tuyết Lan room 4, okay. Nghiêm Thanh, please join to room 4. I invite you to room 4. Đào Ngân, you can join to room 2 with Bình Yên. Rồi, okay. Kim Duyên, Thanh Hải, you can join to room 1. Yes. Yes. Right, okay. Now we have
Bình yên, you in room. Sorry. Rồi, okay. Now we have Bình Ngọc Minh Tâm. You can turn to room 3. And Liên Vũ, you can turn to room 3 too. Okay. Now we have. Rồi. Minh Ngọc Minh Tâm và Liên Vũ, turn to group 3, please. Thanh Hải, turn to group 1. I add you to group 1. You can join. Hello, Thanh Hải. Can you join to your group? Your room? Okay. Just Lan Vũ. Now you can join to group group 2. Now you can join to group 2 with Yes. Yeah. Minh Bình Yên and Đào Ngân. Wisdom. Okay. Hello, all of you. Welcome to a big room. Now you can express your experience, your idea, something with many people here. Who volunteer? Who want to practice? Who want to show yourself first? Okay. Hello, Bình Yên. Now you can open your open your mic. Yes, okay. I tried room with my buddy and a new buddy that is the Lan Vũ. Yeah, and we talked some about yourself, and I want to say with I rely that when I speak English, someone don't understand what I say. Yeah, but I think we try to speak English everywhere. Don't care who understand or not. Yeah, and that is the thing we can speak English. Yeah, and now that's all I want to say. And chắc là cho chị xin phép nói tiếng Việt tí xíu. Yeah, okay. Yeah. Tức là trước đây thực ra lúc nãy bọn mình nói thì mình mới phát hiện ra là mọi người chắc là cũng không có hiểu. Lúc mà mình chia sẻ với cô Thảo á, là mình học tiếng Anh cách đây chỉ là 2 năm và tự học thôi. Tức là khi mình có thôi thúc là có con và mình muốn là mình đồng hành cùng con thì mình học tiếng Anh. Rồi sau đó mình cũng tham gia vào một số lớp nhưng mà không phải là lớp học tiếng Anh, như lớp đọc sách của thầy Linh. Đó, và một số cái lớp ở trên cộng đồng mạng về việc là thực hành tiếng Anh là chính. Thì hôm nay khi mình học, mình gặp nhà bạn Đào Ngân với lại là bạn Lan Vũ, thì mình thấy lại cái hình ảnh ngày xưa của mình cách đây khoảng tầm 6 tháng trước. Thế là khi mà hỏi một cái gì á thì mình bị lúng túng, kể cả một cách rất là đơn giản là nó giới thiệu về bản thân thôi, tại vì mình phải cố gắng tìm từ, rồi mình nói, mình cứ à ừ, rồi mình bị rất là nhiều cái lỗi, mình ngại, nhất là cái nỗi sợ đó. Thì đúng là như cô Thảo nói là mọi người không tin vào bản thân á thì mọi người sẽ không làm được gì. Vì vậy á, học tiếng Anh thì việc đầu tiên là mình cứ nói bất chấp, có thể sai cũng không sao hết á, nhưng mà đầu tiên mình phải nói. Và ở đây mỗi ngày á, thì mình cố gắng là nói khoảng tầm vài phút, nói với bản thân mình thôi, tại mình cũng chưa có đủ tự tin để nói với người khác. Thì mình đang nghĩ ra một cái gì đó thì mình tưởng tượng ra mình nói,
Rồi cái thứ hai là cái phương pháp shadowing á, thì ngoài cái cô Thảo cho á, thì mình cái cô Thảo cho thì với trình độ của mình là nó cũng hơi khó, hơi cao. Nên là mình làm những cái đơn giản hơn, là giống như là của con mình nó học ABC vậy đó. Tại vì mình cũng trước đó mình chưa bao giờ học tiếng Anh, mình nên mình shadowing những cái dễ hơn. How are you? Thì những cái đó thì khi mà mình nói cái gì thì mình bật ra luôn, là mình phát hiện ra được là mình đã tự nói được luôn. Mình không cần phải tự suy tư duy nữa. Tự nhiên hỏi tuổi cái thì tự nhiên mình bật ra được cái câu là how are you? I'm 30 years old, chẳng hạn như vậy. Thì mọi người cứ, mình nghĩ cái phương pháp shadowing rất là hay. Và ở trên mạng á, cái kênh mà English xinh xinh á cô Thảo, là cái trang mà nó có shadowing rất là tuyệt vời. Là phần đầu thì cho mình nghe, phần hai cho mình coi luôn cái clip, phần thứ ba là người ta tắt âm tắt tiếng cho mình quay luôn. Và mọi người có thể thử trải nghiệm điều đó, rất là tuyệt vời. Và đây là một cái cách học mà mình nghĩ là nhờ vậy mà mình bây giờ mình có một chút cái tự tin. Với lại là về cái phần quan trọng nhất là lúc đầu mình học mình bị sai phương pháp. Đó là mình cứ cố gắng nói tiếng Anh. Thực ra không cần phải cố gắng, mọi người cứ thư giãn giống như cô Thảo dạy đó. Rồi cái thứ hai là mọi người phải bắt đầu từ cái đúng. Tức là mình khi mình đúng thì mình không bao giờ mình ngại hết đó. Và trước tiên là phải, tại sao cô Thảo nói là mọi người phải học cái lớp phát âm rồi mọi người mới vào đây. Cái mình mới nhận ra là cái đầu tiên thì từ bé lớn mình không biết IBA là cái gì luôn á. Và sau đó thì mình mới phát hiện ra là cái then chốt nhất là mọi người phải nắm vững 44 cái nguyên âm và phụ âm, nguyên âm đô đơn gì đó. Thì khi mình nói á, mình mới từ từ mình sửa cái việc mình nói sai được. Bây giờ mình cũng vẫn đang sửa, giống như cô Thảo vẫn phải sửa cho mình rất là nhiều từ. Vì nó đã thành thói quen rất là khó sửa luôn. Mình đã thành cái thói quen đó là ở quá khứ đó. Nên là cái phương pháp chúng ta đang đi thì rất là tuyệt vời. Cũng mong là mọi người chúng ta cũng tự tin vào bản thân hơn nữa, không có sao hết. Vì ở đây chúng ta cứ có cơ hội thực hành thì chúng ta cứ thực hành, cứ trải nghiệm thoải mái. Dạ, đó là chia sẻ của mình với lớp, với cô Thảo. Dạ, yeah, thank nhiều you again. Thank you so much. Now, who want to share? Who want to share next? Okay. If you don't want to share, I think I can say something here. Bây giờ em sẽ chia sẻ một chút về cái attitude, cái thái độ của cái người speak và của cái người nghe khi mà mình có một cái room như vậy và mình có một cái cơ hội để mà mình thực hành như vậy. Bắt đầu từ tuần sau trở đi thì chúng ý là tại vì sau khi mà em thấy là mọi người đã thực hành khá tốt cái phần shadowing rồi á, tức là em đã chỉ cho mọi người cái phương pháp, cái method, giống như là cho mọi người cần rồi mọi người tự đi câu, thì lúc đó mọi người sẽ tự chọn cái video của mình và tự thực hành ở nhà. Tại vì cứ lên lớp học hoài một phương pháp thì nó sẽ chán. Cho nên cái shadowing không phải là mình biết đến đó là mình stop lại. No, you need to learn more, you need to practice more. Ok, bạn cần phải học nhiều hơn và bạn học bằng tự bạn thôi. Bây giờ thay vì thời gian bạn lướt Facebook nhiều đó thì thôi bạn chịu khó, bạn like những cái trang nào đó nó có những cái short video bằng tiếng Anh. Giống như cái gì đó, cái ông gì nhỉ? Em hay có cái video của cái ông gì đó nó rơi vào tầm 1-2 phút đó. Hoặc không thì bạn lên YouTube, bạn có rất là nhiều những cái kênh, bạn sẽ chọn cái nội dung mà bạn quan tâm. Cái gì đó nó interest hoặc nó fun. Xong rồi mình nghe và mình cứ nhại theo người ta thôi. Bây giờ em cũng vẫn luyện tập nha. Em đã luyện tập cái sharing này rất lâu rồi. Nhưng bây giờ em vẫn luyện tập. Em luyện tập thì cái hồi mà trình độ của em á, chỉ học tiếng Anh để đi làm, đi thi TOEIC thôi. Tức là lúc đó là mình chỉ có học để mình lấy một cái bằng, mình không có, mà không nói được luôn. Nhưng mà sau đó khi mà mình luyện sharing á, mình cứ nhại theo như vậy. Đến một lúc tự nhiên mình nói được. Nên là điều đó nó rất là cần thiết cho mọi người khi mọi người học cái shadowing này. Nó có hai cách. Một là học shadowing một video và chỉnh chu nghe đi nghe lại. Hai là mình có thể shadowing nhiều cái video. Thì mỗi cái nó có một cái hay. Tùy theo cái sở thích của mọi người và tùy theo cái thời gian, cái trình độ của mọi người. Cái nào nó cũng có cái tốt. Nghe đi nghe lại và shadowing đi lại cho đến khi mình thuộc lâu cái video đó cũng tốt luôn. Thì lúc đó tất cả những cái đó là của mình.
Còn cái người á, có những người thì thích là bắt chước, à, tức là học cái knowledge, cái kiến thức, thì mình sẽ sharing hết video này đến video khác. Người ta nói gì á, thì miệng mình cứ nháp theo kiểu vậy. Còn á, về cái luyện tập speaking thì tích từ tuần này trở đi thì chúng ta sẽ chịu khó tận dụng cái cơ hội khi chúng ta ở đây. Nó là cái cơ hội để chúng ta được practice và chúng ta được được gọi là cái gì nhỉ? Cho cái đầu ra ha. Chúng ta nạp đồ vào nhiều rồi. Thì bây giờ đây là cái cơ hội để cho cái đầu ra nó được tuôn ra. Đó. Thì mọi người thấy không? Giống như cái em bé đó. Mọi người quan sát lại con của mình khi con của mình nói những cái lời đầu tiên đó. Nó sẽ không nói được đủ một câu. À, nhưng mà nó sẽ diễn tả bằng cái cơ thể hình thể của nó. Ví dụ như nó muốn uống nước đúng không? Nó sẽ không nói là con muốn uống nước, mà nó chỉ nói là nước, nước, mà nó chỉ vào đó. Thì mình biết là con mình muốn uống nước đúng không? Như vậy cái giao tiếp không phải là trong đời sống bình thường tiếng Việt của mình sẽ thấy không phải là mình phải nói toàn bộ một full một cái sentence, và mình cũng không cần cái hồi đó con mình ráp từ này với từ kia với từ nọ, nó cái câu của nó không có chỉnh chu đúng không? Thì cái thái độ của mình á, cái người speaking của mình á, là mình hãy giống như cái đứa trẻ như vậy đó. Mình không, cái đứa trẻ nó không biết, không hề có một cái cảm giác là xấu hổ hay là ngại ngùng hay là nghĩ rằng mình nói đúng hay nói sai, mà nó chỉ muốn diễn đạt được cái ý của nó thôi, và nó dùng cái body, nó dùng cái hình thể của nó để nó diễn đạt, và nó cố gắng nói để người ta hiểu, và nó sử dụng cái ngôn ngữ thiệt. Thì mình cũng như vậy. Mình không phải là mình thấy mình nói người ta không hiểu cái là mình stop lại, mình không có nói nữa, hay là mình ngại quá mình phát âm sai hay là như thế nào đó, hoặc là mình làm sao để nói hết một cái câu, một cái ý này. No, you don't need to do all the things. Bạn không cần phải làm tất cả mọi thứ. Mỗi một người á là có một cái trình độ, một cái năng lực khác nhau, cho nên là bạn không cần phải giống người ta. Ví dụ người ta nói một cái đoạn dài, bạn nói đoạn ngắn. Người ta nói một câu dài, bạn nói một câu ngắn. Hoặc thậm chí là bạn có thể chỉ nói một vài từ thôi, nhưng mà bạn diễn tả. Ví dụ như là tôi, và sau đó đến một cái động từ nào đó, đến một cái chủ thể nào đó. Ví dụ như vậy, cái câu nó không có hoàn chỉnh, không có sao. Nhưng mà bạn phải tập trong cái thời gian mà bạn ở trong cái room đó, là bạn phải nghĩ rằng bạn chỉ có thể sử dụng tiếng Anh thôi, và bạn giao tiếp với người ta chỉ bằng một cái thứ ngôn ngữ đó thôi. Tức là mình phải đổi cái mindset của mình. Giống như khi mình gặp một cái người bản ngữ á, thì mình phải dùng cái ngôn ngữ của họ mình nói thì họ mới hiểu, chứ mình nói tiếng Việt họ không có hiểu. Đó, ý là mình phải đặt mình vô một cái tình huống như vậy và một cái trạng thái như vậy, thì nó mới phát huy được cái ngôn ngữ trong cái người mình, cái đầu, cái gọi là cái gì nhỉ? Mình có mỗi một người ở trong lớp mình á, tại vì mọi người đã đi với em rất là lâu rồi và mọi người đã nạp cái đầu vào rất là nhiều rồi, cái vốn từ vựng và cái sentence của mọi người nó khá là nhiều rồi. Đó. Là mọi người có một cái nguồn data rồi. Bây giờ việc của mọi người là kích hoạt cái đó. Đó là đối với người speaking, đối với người speaker. Thì bạn phải coi bạn giống như một đứa trẻ. Và cái đứa trẻ thì nó không hề ngại, không hề xấu hổ và không hề nghĩ rằng là người ta không hiểu mình. No, đứa trẻ không bao giờ nghĩ như vậy cả. Nó tự do thoải mái và nó sẽ gọi là nó sẽ thể hiện hết tất cả những cái gì mà nó biết, mà nó có ở trong cái người đó. Nó có bao nhiêu là nó dùng cái đó hết. Nó không có ngại, nó không có lo lắng, nó cũng không sợ đúng sợ sai gì hết. Thì mình hãy như vậy. Đấy là với người speaker. Và đối với người listener, khi bạn là người nghe á, thì bạn quay lại đi, khi con bạn tập nói á, bạn có vui không? Quá vui luôn. Mình khuyến khích nó nói đúng không? À, xong rồi nó nói được cái câu gì đó mình hay, ồ tốt quá rồi này kia, rồi mình thậm chí mình còn đi kể cho tất cả mọi người rằng là con tôi đã biết nói, con tôi nói câu dài câu ngắn, nói được cái này nói được cái kia, hoặc là nó nói được những cái từ mà mình không nghĩ rằng nó có thể nói được như vậy và đúng trong hoàn cảnh như vậy, vân vân ABCD. Tức là lúc đó mình đang thật sự mình nghe con mình thiệt, mình hướng cái tâm mình về con mình thiệt.
Vậy thì bây giờ cũng vậy, khi mình ở đây mình có một cơ hội thực hành. Cái này là thực hành thiền nghe luôn nha. Đó là gì? Đó là cái thái độ của mình. Good, bla bla bla. Tức là mình có thể sử dụng một số cái, nếu mà nó gọi là nó có sẵn trong cái người mình ấy, tức là cái attitude, cái thái độ để mà nó có sẵn trong người mình thì rất là tốt. Đây là cái khuôn mặt mình ấy, phải thứ nhất là phải relax, phải giãn cơ ra, không có tense, không có căng thẳng. Mình là người nghe mà mắc chi mình căng. Mình căng là mình khiến cho bạn mình cũng căng thẳng luôn. Đầu tiên là mình phải relax đó. Mặt mình cười cười tí cho cái không khí nó vui. Còn đâu mình căng quá là bạn mình không có nói được đâu. Trời ơi, mình tưởng tượng đi, mình gặp cái đứa trẻ mà cái mặt mình nó như vậy này, nó sợ luôn á, nó không có chơi với mình luôn á. Đó, cô Minh Tâm với lại cô Loan á, giáo viên mầm non á, là biết cái thái độ của mình đối với đứa trẻ này gì, nó lúc nào cũng phải happy và relax, yêu thương bla bla. Đó, thì bây giờ mình đối với cái người nghe, đối với cái người mà đang partner, đang thực hành với mình ý, là cái thái độ của mình rất là quan trọng luôn. Người ta nói mà mình cái mặt mình đơ ra là người ta nghĩ trời ơi, tôi nói cái gì mà người ta không có hiểu vậy, sao tôi nói được. Nó sẽ tắt lại luôn, nó sẽ stop lại luôn, mọi người hiểu không? Nên là cái thái độ của cái người nghe cực kỳ quan trọng luôn. Đó, mình phải hướng tâm tới bạn mình. Oh, you are very good, excellent, good voice. Hoặc là mình còn khen ngợi bạn mình bằng cách nào, mình có thể lặp lại. Oh, I like your sentence, I like your idea, bla bla bla, kiểu như vậy. Oh, I understand you, I agree with you, bla bla. Tức là mình dùng những cái cách như vậy để mình làm gì? Mình tạo động lực cho bạn mình. Cái này là mình đang gieo hạt đó. Mình đang gieo cái nhân là mình giúp bạn mình tiến bộ. Từ đó mình sẽ có một cái năng lực để mình học. Đó. Đó là lý do vì sao mà mình phải có bạn đồng hành. Là để làm chi? Để khen ngợi, để động viên nhau, để push, để đẩy nhau đi. Đó. Mình có thể là I agree with you. Oh, you are very good, excellent, bla bla bla. Đã khen ngợi. Nhưng mà thật nha, thật tâm nha. Tức là mình sẽ tìm ra những cái điểm nào đó ở bạn mình. Đó là cái thái độ của người speaking, speaker and listener. Please do that, okay? Don't just in Vietnamese like Loan and Kim, Nghiêm, Miss Nghiêm. No. Nghiêm Thị Thanh. No. Don't chat in Vietnamese and say ha ha ha. Stop. Nha. Yeah. Bởi vì cái thời gian mà mọi người có mặt ở đây ấy, là nó rất là giá trị. Một tuần chúng ta chỉ gặp nhau có một buổi thôi. Và sau đó thì trong cái thời gian hàng ngày, chúng ta dành một chút thời gian nữa để chúng ta luyện tập cùng với nhau. Đó. Cho nên là cái cơ hội mà mình gieo hạt, mình giúp đỡ nhau á, ở đây không phải chỉ đơn thuần á là mình lắng nghe nhau bình thường, mà nó trong cái thâm tâm của mình hiểu đây là cơ hội để mình giúp bạn mình. Giống như mình muốn ăn táo thì mình phải trồng táo, mình phải trồng cái táo thì mình mới được có quả táo để mình ăn. Như vậy cũng vậy, mình muốn mình có một cái lực học, mình muốn tiếng Anh của mình phát triển thì mình phải giúp bạn mình phải gieo cái hạt táo đó. Đó. Đó là về cái em muốn chia sẻ về hai cái nhỏ nhỏ như vậy. Rồi. Bây giờ em sẽ chia sẻ cho mọi người thêm một chút xíu về cái trải nghiệm của em, để mọi người có thể là có một chút cái gì đó thay đổi ở trong cái tâm trí của mình. Khi mà mọi người trong những cái thời gian đầu mọi người mới bắt đầu và thực hành như thế này. Cách đây khoảng trước Covid lận, lâu lắm rồi, nên chắc cũng phải 2-3 năm rồi. Hồi xưa mình cứ nghĩ nó gần, nhưng mà sau đó mình phát hiện ra là Covid là nó đã đến 2 năm rồi. Thì lúc đó em mới bắt đầu làm giáo viên thôi. Lúc đó là cầm cái bằng TOEIC trên tay, cứ nghĩ mình ngon. Nhưng mà mọi người biết không? Mình không có nói được, mình không có sử dụng được ngôn ngữ, thiệt sự mình không sử dụng được ngôn ngữ luôn á. Nếu mà chỉ cho mọi người cái cách để luyện nghe, luyện làm bài á, là lúc đó mình ngon lắm. Rồi ngữ pháp đồ nắm ghê lắm.
Nhưng mà khi mà mình có thể làm, đến lúc mình bắt đầu mình đi dạy, mình mới phát hiện ra là mình không có cái ngôn ngữ trong giao tiếp, và mình không có thể sử dụng được ngôn ngữ trong cái lúc mình nói. Cái mình bị một cái vấn đề về tâm lý. Hồi hồi đó em có tham gia một cái lớp lớp này kéo dài trong vòng 2 ngày hay 3 ngày ta. Full luôn, 2 ngày, khoảng ít nhất là 2 ngày. Full từ sáng cho đến 10 giờ đêm luôn, 2 ngày như vậy, và chỉ sử dụng tiếng Anh thôi, không có sử dụng tiếng Việt. Mặc dù là nói với người Việt nhưng mà trong lớp đó là không có nói một từ tiếng Việt nào hết. Lớp cũng không có đông lắm, khoảng 20-30 người, 20 người hay gì đó, hay dưới 20 người, em không nhớ chính xác số lượng, nhưng mà nói chung không có đông lắm. Đủ để một cái nhóm để mà thực hành. Và cái quan trọng là lúc đó mình phải vận dụng toàn bộ cái não của mình và cái body language của mình để mình nói cho người ta và người ta có thể hiểu được ý của mình. Và ở trong đó thì dĩ nhiên người ta chỉ cho mình một số cái phương pháp hoặc là một số cái hoạt động hay gì đó để mà mình có thể là gọi là kích hoạt cái năng lượng cho bản thân mình lên. Rồi là nó giống như, không biết mọi người đã biết đến NLP chưa, giống như kiểu believe in yourself bla bla bla, à nó một dạng gọi là tạo động lực á. À, trong hai ngày đó là mình phải giống như là mình phải kích hoạt cái con người đó lên, mình phải bật cái công tắc đó lên. Thì thực ra thì sau hai cái ngày đó thì cái level của em nó không lên lắm, tại vì có hai ngày mà sao lên được. Nhưng mà mình phát hiện được ra một điều, mình có thể sử dụng hoàn toàn tiếng Anh nếu mình đặt mình vào trong một cái môi trường như vậy. Nếu mình đặt mình trong một cái môi trường và mình nói tiếng Việt, nói tiếng Việt thì mấy người đó nói I don't understand, I don't know Vietnamese. Tự mỗi người đều phải nói như vậy luôn khi một cái người khác mà nói bằng tiếng Việt. Thì mình muốn diễn đạt cái mình lại phải tìm cái từ tiếng Anh, hoặc là mình phải dùng những động tác tay chân như thế này nè, đó, để mình thêm vô với cái ý của người ta đó. Và cái người nghe đó, người ta có thể là người ta sẽ à, ý mày là muốn nói cái từ này đúng không, mình nói bằng tiếng Anh hỏi mình vậy, yes yes yes, đó, kiểu giống như vậy. Xong rồi sau đó thì em có đi một thời gian sau thì tức là trong hồi đó khi mà em dạy ở trung tâm á, là cũng không có sử dụng tiếng Anh nhiều luôn. Tại vì dạy ở trung tâm này mọi người biết rồi đó, nó có hai trường hợp, nó có hai trường phái. Một trường phái là 100 người bản ngữ, tức là mình chỉ là trợ giảng. Và một trường phái thứ hai đó là mình dạy người ta để người ta học để làm bài. Nhưng mà mình có giáo trình, sau đó mình dạy miễn sao mà học sinh hay là mọi người đó mà hiểu cái trên cái giáo trình đó và có thể đạt được một số cái kết quả trên cái bài tập đó, that's okay. Đó. Thì hồi đó là em dạy cái kiểu mà sử dụng giáo trình và miễn sao mà mọi người mình diễn đạt cho mọi người hiểu được cái đó, mọi người nghe được này, mọi người làm bài tập được này, ABCD, đó là đủ rồi. Xong sau đó thì em có tham gia một cái lớp training. Lớp đó là cái người dạy là người Phi, và trong đó là hầu hết là giáo viên Phi. À, chỉ có một số ít Việt Nam, và trong lớp đó nó không có sử dụng tiếng Việt. Mình tham gia vô cái môi trường đó một tuần. Tham gia vô thì đầu tiên mình thấy là cái level mình đang ở cái level là nó sử dụng tiếng Anh rất là ít. Đó. Nhưng mà vô đó mình phát hiện ra rằng là đúng, khi mình sống ở trong một cái môi trường mà bắt buộc mình phải nói tiếng Anh, mình nói tiếng Việt người ta đâu có hiểu đâu. Bắt buộc mình phải nói tiếng Anh và mình phải diễn tả được cái điều đó cho cái người kia. Thì đó là cái cơ hội tốt nhất để mà mình gọi là mình lôi những cái gì đó ở trong cái đầu của mình ấy, mình được học, mình gọi là mình nhét những cái kiến thức nó vô bấy lâu nay nó nằm ở trong đây nè. Đây cơ hội để mình tuôn nó ra. Thế thì bây giờ lớp mình hãy tạo ra một cái môi trường như vậy. Bắt đầu từ 4 giờ cho đến 5 giờ 30 mỗi một buổi sáng chủ nhật đó, mình hãy coi nhau như là native speaker, coi nhau như là một cái foreigner. Và ở đây không có ai là Vietnamese. Khi mà một, tức là mình phải xét trong cái đầu mình như vậy, ai đó nói tiếng Việt đấy, I don't understand Vietnamese. Mình vả vào mặt người kia như vậy luôn. Để làm chi?
người ta tỉnh lại, người ta định đúng rồi, tôi đang ở trong cái môi trường này, cái tiếng rưỡi thôi, nhưng mà một cái tiếng rưỡi này là nó mình phải làm cái điều đó. Rồi thêm một cái nữa, nếu mà chẳng hạn như em hay ai đó mà nói á, mà mình không hiểu á, chấp nhận mình không hiểu đi, đừng có đòi người ta phải dịch sang tiếng Việt. No, hãy chấp nhận đi, mình hiểu được bao nhiêu cũng được, hiểu ít cũng tốt mà hiểu nhiều cũng tốt, không có vấn đề gì hả. Mình thử thay đổi cái mindset của mình như vậy nha. Còn tuần này á, tuần đèn à, thêm cái này nữa, bây giờ khi mà chúng ta sử dụng trong group Zalo á, mình hãy chịu khó mình sử dụng nhiều tiếng Anh nhất có thể luôn. Ý là đấy là cái cơ hội mình coi như là cái lớp này của mình á, là mình đang được học với những cái người bản ngữ này, mình đang được học với những người foreigner này đó. Thì khi mình chat cũng vậy, hoặc khi mà bạn mình chat cũng vậy, mình chịu khó mình coi cái cơ hội đó là cái cơ hội để mà mình sử dụng tiếng Anh luôn đó. Thí dụ như nhắn cái gì mà không biết nhắn làm sao đúng không, cứ bỏ nó lên Google dịch đi, mình gõ tiếng Việt vô nó ra tiếng Anh đó, xong mình sẽ nắm được cái tương đối đó. Xong một là mình copy paste qua cũng được, hai á là mình gõ lại cái nội dung đó, tùy theo cách nào bạn chọn. Nhưng mà bạn phải hiểu rằng đó là một lần bạn đã sử dụng cái ngôn ngữ, kể cả bạn dùng Google dịch thì đó cũng là một lần bạn sử dụng ngôn ngữ. Cái người những người làm hợp đồng á, hoặc là dịch sách á, là người ta vẫn dùng Google dịch nha, sau đó người ta correct lại thôi, chứ không có ai mà rảnh mà viết một cái hợp đồng mà ngồi đánh máy từng chữ đâu, ít lắm. Nó dịch tài liệu hay này kia cũng vậy, người ta vẫn dùng Google dịch, cho nên Google dịch là một cái, gọi là một cái công cụ hữu ích cho chúng ta để học nha. Cho nên không sao hết, nó cũng đúng khoảng 80-90% là ngon rồi, mình không bằng nó nữa sao mà mình chê nó gì. Nên là mình cứ sử dụng nó, coi nó như là một cái friend, good friend, ok. Tuần này mọi người hãy dành thời gian đối với bạn của mình. Chúng ta khi chúng ta gọi điện cho nhau, chúng ta luyện tập, chúng ta luyện tập nói với nhau. Tuần này là đơn giản thôi, chia sẻ về cái cuộc sống của mình, trải nghiệm của mình, việc học tiếng Anh của mình. Đó. Trên Zalo em có nhắn đó. Sau đó quay một cái video. Tự nói về mình. Rồi khoảng thứ năm thứ sáu thì em sẽ cho mọi người biết cái chủ đề của tuần sau, nhưng dự kiến của em thì nó sẽ liên quan về cái vấn đề, bây giờ mình có hai cái vấn đề mà mình quan tâm nhất, một đó là giáo dục và sức khỏe. Trong cái đầu của mọi người chắc chắn là có hai cái vấn đề này rất là quan tâm, và nó có những cái idea, những cái ý kiến, những cái vấn đề mà để tranh luận vân vân abcd đó. Thì tuần này mình sẽ ưu tiên về cái health, cái sức khỏe trước. Ví dụ như là COVID, ví dụ như ăn uống, ăn cái gì như thế nào, bla bla đó. Thì tuần tới mình sẽ có thể là về cái chủ đề đó. Em sẽ có thể tìm một vài cái bài trên YouTube á, người ta mình sẽ nghe những cái bài đó để mình có cái từ vựng và mình có một số cái cấu trúc đó. Thì mọi khi mà em gửi video đó lên thì mọi người chịu khó mình nghe đó, mình nghe mình có thể vừa nghe vừa sharing, vừa vừa nói theo vậy đó. Sẽ nghe nó khoảng 5-7 lần gì đó cho nó quen đó. Video, những video em gửi thì có cái thì nó dài, cái thì nó ngắn, nhưng em nghĩ nếu mà dưới 5 phút được á thì tốt cho mọi người hơn, dài quá thì nó cũng khó. Nói tóm lại là hãy coi như chúng ta là đáng phải người Việt Nam ha. Đó, tập tập thử một cái thái độ đó, nó cũng hay lắm, nó là một cái trải nghiệm rất là hay. Không biết mọi người sao nha, khi mà em mà nói tiếng Việt nhiều như vậy nè, em muốn quay lại mà em nói tiếng Anh á, nên em phải có một khoảng dừng nha, để cho cái não mình nó giống như là nó bật công tắc hay là một cái gì đó. Thì nó phải như vậy thì nó mới chuyển qua được. Còn nếu bây giờ thì có thể em sẽ nói một số tiếng Việt, một số tiếng Anh, tức là nói trộn lẫn thì có thể nói được.
Thôi, tuần này mình chỉ cần luyện tập được nhiêu đó thôi. Cái đầu tiên đó là cái attitude, cái thái độ. Tuần này mình chỉ cần cần là luyện tập được cái thái độ thôi. Giả bộ. Giả bộ như là mình là người foreigner. Rồi, có ai muốn chia sẻ cái gì nữa không nè? Who want to discuss or share something? Please raise your hand. We have only 10 minutes, so it is a short time. Okay, I will invite someone if you don't want to volunteer. Okay. Miss Yuen. Yes. Okay. Is it okay? Giới thiệu bản thân không? My interview about me. You can say anything you want. Just 5 minutes. My name is I live in Vũng Tàu City. I was born in 1978. I'm married. I had son. I had a son. My hobby is reading, yoga, and learn English. I see that you often get up early. I see that you often get up early to join some classes to learn to improve your English. So can you share with us about your experience when you can get up early like that? Yes. I open a landlord. To call me. It easy or it hard for you when you get up like that? I exercise a few minutes. I read it in this
By way, I join English class with Miss Thảo every day. I want to improve my English. Okay, thank you, Miss Yuen. That's thank you for sharing. Tuần sau á thì em sẽ chia sẻ thêm cho mọi người. Tuần sau ha. Tuần này mọi người cứ trải nghiệm bước thực hành đi. Tuần sau em em sẽ chia sẻ thêm cho mọi người một số cái tip. Một số cái tip khi mà khi mà mình sử dụng tiếng Anh thì dĩ nhiên là mình dùng nhớ, mình phải mất một cái khoảng thời gian để mình nhớ, để mình suy nghĩ, thì mình có một cái tip để pause nó, để dừng lại nó như thế nào đó. Hoặc là khi mình nói chuyện cũng vậy, nó có một số cái tip để cái người nghe người ta dễ nắm được cái ý hơn. Còn nếu mà mình nói tràn lan đại hải á, thì cái người nghe không biết là mình đang nói cái gì chẳng hạn, thì ví dụ mình sẽ biết là mình nên nhấn nhá hay là nói như thế nào đó, người nghe không nghe được hết cả cái câu của mình, hoặc là mình cũng không nói được full một sentence nhưng mà người ta vẫn bắt được cái ý, thì đó chính là cái nghệ thuật của giao tiếp. Còn tuần này thì mình cứ relax đi, tuần này mình cứ thực hành cùng với buddy của mình đi đó, và mình sẽ làm một cái video ngắn chia sẻ cái gì cũng được nha. Đó, những cái ví dụ như là về bản thân, về cuộc sống, nhưng mà nó có một cái, nó phải có một phần ở trong đó, đó là chia sẻ về cái hành trình mình học tiếng Anh, hoặc là cái trải nghiệm của mình, hoặc là cái phương pháp học. Thế là nó phải có một chút liên quan về cái việc mình học tiếng Anh. Thế không mình nói tràn gian đại hải về cái cuộc đời, về gia đình, về gì đó thì nó, cái đó nó rộng lắm. Mình nhớ mình neo mình nêu cái story, cái bài trình bày của mình về một cái ý chính, thì mình có nói đi đâu xíu hồi mình sẽ quay lại, ngay đâu xíu hồi sẽ quay lại, đó nó kiểu vậy. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Hôm nay buổi học của mình đơn giản vậy thôi. Thank you. Dạ. Yeah. Stop ở đâu nhỉ?